Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ dẫn các bạn đến những phần tin hay nhé, những phần tin gọi là thú vị nhất, gọi là hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha mọi người. Giáo phái nhịn ăn đến chết gây rúng động Kenya. Những tín đồ của giáo phái Tin lành quốc tế được khuyên bỏ việc, bỏ học, không dùng đồ ăn trần tục và không đến gặp bác sĩ khi bị bệnh. Giới chức Kenya ngày 25 tháng 4 thông báo đã tìm thấy 89 thi thể liên quan đến giáo phái Tin lành quốc tế do Paul Mackenzie Ten dẫn đầu. Hầu hết thi thể nằm trong các ngôi mộ tạm trong rừng Sakahola gần thị trấn miền đông Malindi. Số khác được tìm thấy còn sống sót nhưng trong tình trạng suy kiệt và tử vong sau đó. Giới chức Kenya bắt đầu phong tỏa và tìm kiếm trên khu vực rộng 325 hectare trong rừng Sakahola từ ngày 21 tháng 4 sau khi nhận thông báo. Chính quyền cảnh báo số người chết có thể còn tăng khi Hội Chữ Thập Đỏ Kenya đã tiếp nhận thông tin hơn 200 người mất tích. Sự việc được mô tả là thảm sát rừng Sakahola đã khiến toàn bộ quốc gia Đông Phi và cả thế giới chấn động. Các tổ chức nhân quyền đang tỏ ra bất bình với giới chức Malindi vì đã thất bại trong việc xử lý thông tin tình báo nhằm ngăn chặn Mackenzie làm mê muội các tín đồ bằng lời kêu gọi nhịn ăn để gặp Chúa Giêsu. Giáo phái Tin lành quốc tế được thành lập ở Kenya vào năm 2003 bởi Mackenzie và vợ Joe Mikamba với tư cách là một trung tâm truyền giáo nhỏ. Trước khi thành lập, Mackenzie làm đại sứ sắc thi ở Nairobi từ năm 1997 đến năm 2003. Trong thời gian đó, ông ta đã bị bắt 4 lần vì các bài giảng đạo của mình, nhưng được tha bổng do thiếu bằng chứng. Khi tổ chức bắt đầu phát triển, vợ chồng Mackenzie chuyển đến làng Mingigo ở Malindi, thành lập nhà thờ tại đây. Mackenzie thu hút được một lượng lớn tín đồ, chủ yếu nhờ lời tuyên bố rằng ông ta có thể giao tiếp với Chúa. Vào năm 2016, một tín đồ được cho là đã bán đất đai của họ trên đảo Lamu để đưa cho Mackenzie gần 150.000 USD. Mackenzie dùng số tiền này để mua bất động sản ở các thành phố Mombasa và Malindi, hai chiếc xe, đồng thời tài trợ cho một kênh truyền hình nhằm phát tán các thông điệp của ông ta. Hành động của tín đồ trên đã khiến nhiều người khác làm theo, họ cũng bán tài sản và quyên góp cho giáo phái Tin lành quốc tế. Năm 2017, Mackenzie và Wikipamba bị cáo buộc tuyên truyền cực đoan, từ chối cho trẻ em trong giáo phái tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đồng thời điều hành một trường học và kênh truyền hình trái phép. Nhiều đứa trẻ đã thiệt mạng do không được chăm sóc y tế vào năm 2017. Giới chức đã giải cứu 93 đứa trẻ từ giáo phái của Mackenzie. Đến năm 2018, Mackenzie bị các lãnh đạo, cộng đồng và các nhà hoạt động chỉ trích vì sử dụng trẻ em bỏ học. Năm 2019, Mackenzie bị bắt vì kích động công chúng phản đối hệ thống đăng ký nhận dạng sinh trắc học cho chính phủ triển khai. Vì nói như sổ cô ấy vật, ông ta cũng bị cáo buộc tẩy não và bắt cóc trẻ em gia nhập giáo phái. Tôn giáo không thể và không nên là nguyên nhân khiến con người mất mạng, ông nhấn mạnh. Tiếp theo, tướng Mỹ nói Urena đã nhận 98% tăng thiết giáp cam kết. Chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu nói rằng các nước phương Tây đã bàn giao gần như đầy đủ xe tăng thiết giáp cam kết cho Ukraine. Hơn 98% tăng thiết giáp viện trợ đã có mặt tại Ukraine. Tôi rất tự tin rằng chúng ta đã cung cấp đầy đủ vật chất họ cần và sẽ hỗ trợ Ukraine duy trì hoạt động chiến đấu của chúng. Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu, ELCOM cho biết trong vụ điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 26 tháng 4, tướng Cavoli cũng giải thích các nước phương Tây phối hợp với Kiev nhằm xác định nhu cầu của quân đội Ukraine. Chúng tôi kiểm tra nhiều lần và thu thập thông tin, đồng minh chia sẻ. Họ rất hào phóng, đặc biệt là với xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Chúng tôi đang liên tục chuyển hàng cho Ukraine và nước này đang có vị thế rất tốt. Mikhail Podolyay, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận thông tin và cho rằng 98% là con số quá lớn, đáng lẽ phải có nhiều khí tài hơn. Chúng tôi cũng đang thiếu thốn đạn dược, đặc biệt là các loại đạn cỡ lớn, ông nói. Các quan chức Mỹ nói rằng Kiev không chia sẻ những chi tiết về kế hoạch tác chiến với Washington, nhưng cuộc phản công lớn dường như sẽ diễn ra ở miền nam Ukraine, vào bờ biển Azov và gần bán đảo Crimea được Nga sáp nhập năm 2014. Giới chức Ukraine nói rằng mục tiêu phản công là xuyên thủng các phòng tuyến kiên cố của Nga và khiến đối phương hỗn loạn trên diện rộng.
nhưng một số quan chức Mỹ đánh giá rằng chiến dịch này khó thay đổi đáng kể cục diện chiến trường và mang thêm lợi thế cho Kiev. Liên minh hàng chục quốc gia phương Tây đã cung cấp hoặc cam kết viện trợ quân sự gần 60 tỷ USD cho Ukraine, trong đó Mỹ dẫn đầu với các gói hỗ trợ có tổng trị giá hơn 35,4 tỷ USD. Trong số những vũ khí phương Tây chuyển cho Ukraine có các hệ thống hiện đại như xe tăng và chiến đấu chủ lực, pháo chủ lực HIMARS cùng hàng triệu viên đạn pháo, rocket. Phương Tây đã hỗ trợ vượt qua nhiều thách thức về hậu cần để đưa số vũ khí đó đến Ukraine, song cách chuyển chúng đến tiền tuyến ra sao là vấn đề hoàn toàn khác. Theo Michael Kaufman, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Hải quân, trụ sở tại Mỹ, ngay cả những vũ khí phương Tây hiện đại nhất cũng không thể mang lại lợi ích cho quân đội Ukraine nếu chúng không được chuyển giao tới các đơn vị tương ứng một cách nhanh chóng. Trong khi đó, vận chuyển vũ khí ra tiền tuyến và phân bổ cho các đơn vị lại đang là một trong những thách thức lớn nhất mà Kiev đối mặt. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 3 thừa nhận Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược, do đó chưa thể mở chiến dịch phản công quy mô lớn. Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ gần đây cho thấy tình báo nước này lo ngại thiếu sót trong huấn luyện quân và cung cấp đạn dược có thể khiến Ukraine chịu thương vong nặng nề khi phản công. Tin kế tiếp, Mỹ lo ngại nguy cơ Ukraine phản công thất bại. Chính quyền Biden phải chuẩn bị khả năng hứng chỉ trích từ nhiều phía ở trong và ngoài nước nếu chiến dịch phản kích Ukraine không thành công. Theo tài liệu tình báo của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây, Ukraine sẽ huy động ít nhất 12 lữ đoàn để tiến hành chiến dịch phản công mùa xuân, nhiều khả năng bắt đầu từ ngày 30 tháng 4. Giới chức Mỹ cũng nhận định Ukraine sẽ mở các mũi tiến công ở miền đông và nam đất nước để đánh bật lực lượng Nga khỏi các khu vực Moscow đang kiểm soát hiện nay. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn thể hiện sự ủng hộ vững chắc với Ukraine bằng những cam kết cung cấp vũ khí và viện trợ kinh tế do lâu dài. Tuy nhiên, nhiều quan chức giấu tên thừa nhận giới chức Mỹ đang lo ngại kịch bản bị công kích nhiều mặt nếu chiến dịch phản công của Ukraine thất bại hoặc không đạt được kết quả đáng kể. Trong trường hợp đó, phe dự hâu sẽ cho rằng Ukraine có thể đã thành công nếu được Mỹ cung cấp đầy đủ những gì họ yêu cầu, như tên lửa tầm xa và tiêm kích hiện đại. Còn phe chủ hòa có thể tuyên bố thất bại của Ukraine là dấu hiệu thể hiện họ không thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga, một quan chức giấu tên nói với truyền thông hôm 24 tháng 4. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh họ đang làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo thành công cho chiến dịch phản công của Ukraine. Chúng tôi đáp ứng hầu như toàn bộ yêu cầu của Ukraine cho cuộc phản kích. Mỹ đã tăng cường chuyển giao vũ khí và trang thiết bị cho nước này suốt những tháng qua, một quan chức giấu tên khác cho hay. Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu ECOM trong cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 26 tháng 4, cho hay phương Tây đã chuyển giao hơn 98% tăng thiết giáp viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, lo ngại của chính quyền Mỹ về nguy cơ Ukraine phản công thất bại được hé lộ trong tài liệu tình báo mật bị rò rỉ. Đánh giá tuyệt mật hồi tháng 2, nhận định Ukraine sẽ khó đạt được mục tiêu. Trong khi những báo cáo gần đây cho rằng Kiev sẽ đạt bước tiến ở miền Nam và Đông, nhưng không thể lặp lại thành công như trong đợt phản công bất ngờ hồi tháng 9 năm 2022 ở tỉnh Kharkov. Ukraine từng thể hiện mong muốn cắt đứt hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với vùng Donbass. Nhưng các quan chức Mỹ giờ đây tỏ ra hoài nghi về khả năng này. Lầu Năm Góc vẫn hy vọng rằng Ukraine có thể cản trở tiến hậu cần của Nga trong bối cảnh Kiev khó đánh bật được lực lượng của Moscow khỏi những vũ khí phòng thủ kiên cố hiện nay. Các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng với những khó khăn chồng chất, Ukraine có thể xem xét điều chỉnh mục tiêu, chiến dịch và tuyên bố chiến thắng với những bước tiến khiêm tốn hơn. Theo các trợ lý Nhà Trắng, giới chức Mỹ đã thảo luận về khả năng chiến thắng chỉ là một lệnh ngừng bắn, thay vì các cuộc điện đàm phán hòa bình lâu dài. Điều này có thể để ngỏ khả năng quân đội Ukraine giành lại nhiều vùng lãnh thổ trong tương lai. Giới chức Mỹ cũng đề xuất những biện pháp khuyến khích Kiev chấp nhận nhượng bộ, nhưng tăng cường viện trợ quân sự để bù đắp tổn thất, đưa ra lời đảm bảo an ninh cho Ukraine như một thành viên NATO và hỗ trợ kinh tế. Mối lo ngại của các quan chức Mỹ còn tập trung vào các phản ứng tiêu cực từ dư luận trong nước và cả các đồng minh, chủ yếu là tại châu Âu, khi họ có thể cho rằng thúc đẩy đàm phán Nga-Ukraine sẽ là giải pháp hấp dẫn hơn nếu Kiev không thể giành thắng lợi trong cuộc phản công. Nếu Ukraine không giành được lợi thế đáng kể trên chiến trường, sẽ xuất hiện những câu hỏi về thời điểm bắt đầu hòa đàm. Mỹ không thể dồn mọi nguồn lực cho Ukraine quá lâu khi lạm phát gia tăng, kho dự trữ đạn dược đang cạn dần và Washington còn phải chuẩn bị phương án khẩn cấp cho nhiều khu vực khác trên thế giới. Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Quốc tế tại Mỹ nhận định. Bản tin thứ tư, Mỹ,
EU hoan nghênh cuộc điện đàm của lãnh đạo Trung Quốc, Ukraine. Mỹ và châu Âu cho rằng cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine là tin tốt lành, mở ra triển vọng giải quyết xung đột. Chúng tôi hoan nghênh tin tức về cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đó là việc tốt, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby hôm 26 tháng 4 cho hay. Theo ông Kirby, hiện chưa thể biết liệu cuộc điện đàm có đưa đến những động thái, kế hoạch hoặc đề xuất hòa bình thiết thực hay không. Song nếu Trung Quốc có thể giúp Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình, kế hoạch đó phải phù hợp với quan điểm của ông Zelensky. Thỏa thuận hòa bình sẽ không bền vững hoặc đáng tin cậy nếu không phải do Ukraine và Tổng thống Zelensky đóng góp, ủng hộ. Kirby nói thêm rằng Nhà Trắng không được biết trước cuộc điện đàm này. Liên minh châu EU cũng hoan nghênh cuộc trao đổi đầu tiên giữa lãnh đạo Trung Quốc và Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát. Đây là bước đầu tiên và quan trọng, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Eric Marmer cho hay biết. Lãnh đạo Trung Quốc cần sử dụng ảnh hưởng của mình để khiến Nga chấm dứt chiến sự, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và tôn trọng chủ quyền của Ukraine là cơ sở cho nền hòa bình đúng đắn. Tôi rất vui vì cuộc trò chuyện này, hy vọng đây sẽ là bước đầu tiên để Trung Quốc thuyết phục Nga, Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, nói trong chuyến thăm Colombia. Điều rất quan trọng ở đây là Trung Quốc đàm phán với Ukraine. Tôi muốn nhắc rằng tất cả chúng ta đều muốn hòa bình, đặc biệt là Ukraine, nhưng không phải hòa bình kiểu nào cũng được, mà là phải nền hòa bình công nhận quyền của người dân Ukraine. Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto gọi cuộc điện đàm là tin tốt lành, trong khi văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khuyến khích bất kỳ cuộc đối thoại nào có thể góp phần giải quyết xung đột phù hợp với lợi ích cơ bản của Ukraine và luật pháp quốc tế. Đây cũng là thông điệp được Tổng thống Macron truyền đạt trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi với Tổng thống Macron về ý định điện đàm với Tổng thống Zelensky, Điện Elysee cho hay. Trong cuộc điện đàm với ông Zelensky ngày 26 tháng 4, ông Tập cho biết sẽ cử đại diện tới Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán với tất cả các bên để giải quyết khủng hoảng. Trung Quốc cũng sẽ nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột. Trung Quốc là nước có quan hệ chặt chẽ với Nga, nhiều lần kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine và từ chối trừng phạt Moscow bất chấp sức ép của phương Tây. Phản ứng trước cuộc điện đàm của ông Tập Cận Bình và ông Zelensky, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Marina Zakharova cho biết Moscow ghi nhận việc Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực thiết lập một tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Zakharova nói thêm rằng Ukraine và phương Tây đã cho thấy họ có khả năng làm rối tung bất kỳ sáng kiến hòa bình nào. Bắc Kinh gần đây công bố kế hoạch 12 điểm về hòa bình ở Ukraine. Trong đó, Trung Quốc tuyên bố ủng hộ chủ quyền của mọi quốc gia theo luật pháp quốc tế, phản đối sử dụng vũ khí hạt nhân hay vũ khí hủy diệt hàng loạt, phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nga, Belarus ủng hộ đề xuất, song các nước phương Tây cho rằng kế hoạch này phản ánh chưa đầy đủ cuộc chiến. Trong khi đó, Kiev chưa bày tỏ quan điểm rõ ràng mà muốn thảo luận thêm với Bắc Kinh. Thường ngày thì bản tin thứ năm cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin tức nóng chọn lọc của mình hôm nay, cũng là bản tin hay nhất, thú vị và hấp dẫn trong ngày. Vậy biết được bản tin thứ năm là bản tin thú vị hay nhất hoặc là hấp dẫn như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu luôn với bản tin thứ năm cũng như bản tin cuối cùng ngay bây giờ luôn nha mọi người. Ông Biden cảnh báo hậu quả nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân. Ông Biden cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và đồng minh đều là hành vi không thể chấp nhận được và sẽ bị đáp trả. Tôi xin nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên nhằm vào Mỹ, đồng minh hoặc đối tác của chúng tôi đều là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết thúc của bất kỳ chính quyền nào hành động như vậy. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ở Vườn Hồng, Nhà Trắng ngày 26 tháng 4. Bình luận của ông Biden được đưa ra sau khi hai lãnh đạo công bố tuyên bố Washington thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc nhằm tăng cường các nỗ lực răn đe hạt nhân trước những vụ thử nghiệm vũ khí liên tục của Triều Tiên. Thỏa thuận nêu rõ rằng Mỹ sẽ thực hiện các bước để tăng cường nỗ lực răn đe rõ ràng, trong đó có việc đưa tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thăm Hàn Quốc sau khoảng 40 năm. Ông Biden cũng cho biết Mỹ và Hàn Quốc sẽ tham vấn nhiều hơn bất kỳ khi nào Washington cân nhắc thực hiện hành động liên quan vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ từ ngày 24 tháng 4 tới ngày 29 tháng 4, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của lãnh đạo Hàn Quốc tới Mỹ kể từ năm 2011.
chuyến thăm diễn ra vào kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ đồng minh. Tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng, ông Yon nói rằng hòa bình với Triều Tiên sẽ đạt được thông qua sức mạnh. Hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên không tự động xảy ra. Chúng ta có thể đạt được hòa bình thông qua ưu thế khi sở hữu lực lượng áp đảo. Có phải nên hòa bình giả tạo dựa trên thiện chí của phía bên kia? Tổng thống Hàn Quốc nói, Mỹ, Hàn thống nhất, tổng thống hai bên sẽ tham vấn ngay lập tức trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân và sẽ đáp trả nhanh chóng, áp đảo, dứt phát bằng cách sử dụng toàn bộ lực lượng của liên minh, trong đó có vũ khí hạt nhân của Mỹ. Triều Tiên gần đây liên tục thử vũ khí nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh của đất nước. Kể từ đầu năm 2022, Triều Tiên đã phóng khoảng 100 tên lửa, khiến Hàn Quốc và Nhật Bản áp đặt tình trạng báo động cao. Bình Nhưỡng phản đối các cuộc diễn tập chung của Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc rằng hai nước này đang có những động thái leo thang nhằm phát động cuộc chiến tranh xâm lược. Mong cả nhà đã theo dõi video, cả nhà hãy ủng hộ kênh bằng cách cho kênh một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những thông báo của kênh của mình ra video mới nhất nhé cả nhà. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tích Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.